mẫu đó là cái này nè, đây là cái hình đó nha. Cái hình đó thì mình chúng ta có thể vẽ như sau nè. Cái hình này thì khóa lại nè, lóc. Rồi chúng ta dùng công cụ pen đó, chúng ta vẽ ví dụ như là vẽ cái màu đen trước nè, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Rồi xong cái đầu tiên. Rồi xong cái thứ hai thì là cái màu trắng ở giữa. Rồi hai cái. Cái thứ ba là cái này luôn đó, nó trùng điểm đó, nhưng mà tới đây nó tới cái này thì nó rõ ra xuống đây. Rồi rồi sau khi vẽ xong á mình sẽ dời ra ngoài nè, dời ra ngoài. Rồi bây giờ tô màu á thì mấy cái màu á thì nó phối lại theo cái dạng màu như thế này nè nha, plus gray plus, tức là nó đen rồi xám và đen đó. Thì mình công cụ thông qua chuyển sắc, mình dạng chuyển sắc rồi đen nè, cái này đen luôn nè ha. Rồi ở giữa này nè, thêm một nốt ở giữa nữa, cái này là đen. Đen xám đen. Tức là ở đây thầy thêm một nốt đen nữa cho nó bớt xám lại, bớt trắng lại. Ở đây cũng vậy, thêm một nốt nữa để nó đen nhiều hơn, sáng ít lại ở giữa ha. Đó là xong cái này. Cái này chúng ta có thể là chuẩn bị trước mấy cái màu này nè, ví dụ chữ nhật chúng ta chọn ở đây chuyển sắc. Cái này là đen đúng không, cái này là giữa là đen luôn nè, hút màu nè. Sao cái máy này nó bị cái gì nữa, cứ hút là nó đứng máy. Nhưng mà tí nữa chúng ta thử máy ở dưới, chúng ta thử đi, tại cái này thầy chuẩn bị sẵn cái hình này rồi, thì chúng ta chỉ việc nhấp vào mấy cái này thôi là nó tạo ra thôi. Từ từ nó cũng thoát ra, chúng ta đợi một xíu. Thoát ra rồi. Thôi cái màu đen này thì dễ rồi, không có gì. Bây giờ kế tiếp nè, chúng ta cứ ướm theo cái bảng màu này, chúng ta tự phối màu, rồi sau đó chúng ta sẽ hút màu cho nó nhanh nè. Rồi, chuyển sắc. Trắng, xám, trắng, xám. Này là trắng nè, cái này chắc cũng hơi, cái này không cần cũng được đó. Chỉ ra thêm ở đây một nốt xám, trắng, xám, trắng. Rồi cái này là trắng nè thì cho trắng luôn, nó đơn giản. Rồi cái này là xám, xám thứ ba từ phải qua đi, đậm nữa. Cái này mình tự bán thôi. Đó. Màu thứ tư từ trái sang. Rồi, cái này là trắng. Rồi, xám. Đấy. Rồi, cái này trắng. Để nó kéo vào đây. Cái này trắng. Ok, ha. Thì nó có cái màu như vậy. Thì cái này nè, chúng ta sẽ hút màu tô cho cái phần
cái này xong rồi cho xuống dưới này, cột trên bê đao xuống dưới ha. Rồi cái ở giữa nè là hút màu cái này. Cái giữa xong rồi nè, cái này ở ngoài nè. Bây giờ cái này trước khi tô á, chúng ta nên đổ màu bất kỳ trước đi. Mỗi cái mỗi màu đi để mình phân biệt tô cho nó dễ hơn. Rồi dễ làm hơn nè. Rồi cái đầu tiên là cái màu ở giữa nè, thì nó chính là cái màu rồi cái này sẽ là đen nè, thêm cái nốt giữa nữa là màu trắng nè, xám như nè, xám thôi, xám màu này thôi. Ok đó. Rồi sau đó cái màu số 2 là màu này, thì chúng ta công cụ thôi, màu chuyển sắc, sau đó là kích vào công cụ là copy fill là cái màu vừa mới chuẩn bị xong nè, được chưa? Đó. Và cuối cùng là màu thứ ba ở dưới là màu đỏ, thì nó cái màu đỏ như vậy nè, chúng ta cũng chuẩn bị trước, vẽ sẵn này đi, chuyển sắc còn tô ngang qua rồi mình hút màu nè, đỏ rồi đắt đỏ đen đắt red nốt, không cần y chang nó chứ cần theo tuần tự thôi, ví dụ cái này là đỏ bình thường. Xả luôn rồi nó đậm thì chọn dưới này, nó đậm hơn. Rồi cái này cái tiếp là màu đỏ, nhưng mà đúng này là hút màu á, hút chúng ta tí nữa chúng ta làm nó hút này nè, hút cái chỗ này nè, rồi mà bấm vô cái này là nó hút là nó ra luôn á, rất là nhanh. Nó đã đứng đó nè, tại sao cái máy thấy nó bị cái gì sáng giờ, chúng ta tí nữa chúng ta cứ đứng tại cái nốt đó rồi hút bấm này nè, rồi hút vô cái bảng màu này nè là nó tương ứng nó đang nhanh lắm. Máy thấy sáng giờ nó bị cái gì rồi. Cái này là đỏ tươi đỏ sáng, rồi cho tương đối thôi cho nó nhanh nha. Rồi cái này là đỏ đậm, là cứ nếu là cứ luân phiên một cái sáng một cái đậm, cái sáng cái đậm gì đó là được đó. Ok thì nó ra một cái hiệu ứng sáng tối như vậy. Ok, tắt ra ngoài. Rồi, sau đó cái hình bên ngoài cùng á, chúng ta sẽ chuyển sắc. Rồi hút hút cái màu này vô cho nó nha. Đó. Thì cái đó cái chỗ này nè, cho ta thấy là cái màu nó luân phiên không? Sáng, tối, sáng, tối hay nha. Đó, nó ta hiểu như vậy. Sau đó sau cùng nữa nó vẽ thêm cho thầy một một cái nữa nè. Dùng pen tool vẽ thêm nè. Số 1. Số 2. Quay về đây một cái khác. Trở về đây. À, thêm một cái mảng chỗ này nữa, rồi bên đây cũng thêm một mảng màu nữa, nhấp vô nó bị mất á, mất màu á, chúng ta nhấp bên ngoài này là vẽ vô nè không bị lỗi.
Đó, tức là kết hợp thêm, vẽ thêm một cái mảng nữa. Thì cố gắng vẽ xong rồi chúng ta sửa lại cái này cho nó, làm sao cho nó chạy song song với nhau nè. Mấy cái chỗ này cũng vậy nè, chúng sửa lại cho nó chạy dọc theo đường đường thẳng. Đó, dọc đường thẳng bên này cũng vậy. Nếu mà nó méo thì chúng ta sửa lại cho nó chạy ngang bên này. Nếu có lợi thì mình nhích vô cho nó. Đó, thì cái chỗ này á, chúng ta sẽ cũng tô màu chuyển sắc cho nó nè. Rồi, nhưng mà cái này chúng ta cũng thêm một nốt số nốt màu bên đây. Đó, nó giống như bên này nè, tức là mình thêm một cái màu nó nghịch lại, nó lạ hơn một tí. Bên đây mình hút, hút bên này qua, tức là phải thêm một một dải màu khác nữa, cũng là đỏ đỏ và nó đậm nó nhẹ nó thêm một dải màu nữa, rồi tất cả cho nó không viền hết luôn. Đó, tức là cái dải màu nó sẽ thay đổi luân phiên. Đó, như vậy. Rồi sau khi xong rồi thì chúng ta có dải này rồi thì men lên này. Rồi, sau đó chúng ta mới tạo cái nền cho nó, một cái background, một cái background bất kỳ. Rồi, background này chúng ta sẽ tô màu chuyển sắc cho nó, tô dạng tỏi tròn. Tô dạng tỏi tròn thì xung quanh là đen ha, trong này sáng thì sáng vừa thôi, mức độ ảnh hưởng cũng vừa thôi. Xung quanh vẫn là đen. Màu trong này cũng chọn màu xám thôi, đừng có đen quá, đừng có trắng quá, vừa vừa thôi, thì ra còn tạo phản ứng nó ở giữa nó có cái phần lóe ra ngoài là được, lóe ra ngoài chút là được. Rồi sau đó mình mới mang cái nền vô. Rút lại nhóm, mang qua đây, ghép qua đây, cho lên trên cùng, ship bay up, mình phần lên. Rồi, và để cho nó lọt vào đây chính xác á, thì chúng ta có thể dùng thêm một cái công cụ nữa để nó đẩy nó vô, bằng cách là chúng ta chọn cái hình này ha, sau đó chuột phải chúng ta chọn là Power Clip Inside, rồi mình nhấp vô cái hình này thì nó lọt vô trong luôn ha, thì lúc đó chúng ta có cái nền như thế này. Rồi sau đó cái chữ này, chúng ta mới đưa vô, ship by up lên trên cùng. Yeah. Thì nó chúng ta mới có được cái hình như thế này. Rồi sau nó sẵn tiện làm thêm cái này nè, vẽ thêm cho thầy một hình chữ nhật, cũng hình vuông có như đây. Đó, hình vuông như đây, sau đó chúng ta bôi tròn cho nó đi, đúng chưa, bôi tròn cho nó đi, đó, copy ra ngoài này. Copy ra ngoài này, Ctrl R lặp lại nè, lặp ba cái này, copy xuống dưới. Đó, được cái mảng này chưa? Đó, được cái mảng này rồi. Thì sau khi là cái mảng này rồi á, ta rút lại nhóm. Rồi sau đó nó, chúng ta sẽ dùng cái công cụ bên phải này, nó có tên là envelope, công cụ envelope. Cái lúc này chúng ta sẽ phình nó ra nè, phình nó ra. Mấy cái điểm này mình xuống cong cho nó. Cong ra nó cho nó bầu bầu ra như này nè, hiểu không? Rồi vậy, rồi sau khi bầu xong rồi á, cái cụm này á, tiếp tục chúng ta sẽ dùng Object Perspective giống như hồi nãy. Rồi chúng ta cho nó nghiêng,
Đó, cho nó nghiêng nằm xuống vậy nè. Dạ. Rồi, sau đó đưa đưa vô trong đây. Đưa vô trong đây. Đó, phải cho nó cái viền màu trắng. Màu trắng nha. Và xuống dưới. Cửa trên bay down. Xuống dưới cái chữ á, thì nó nằm gọn trong đây nè. Nha, đó là cái nền ở dưới á. Đó. Rồi ok. Xin mời nó làm tiếp cái phần này nha. Cái nền nó lại cái dòng vậy chứ. Rồi, trả máy.